Hello tất cả anh em đến tới thông quay lóc kênh giải trí. Trang ơi, Trang có tình cờ gặp được một thanh niên nè mà ngồi câu cá, mà ngồi câu trên lộ nè, quý vị nhé. Trang ơi, rồi đổ nước dưới lộ rồi ngồi câu. Thấy biểu tượng biểu hiện lạ lắm các nhà. Đổ nước hoài luôn. Khó hiểu quá. Đu, dính cá luôn kìa. Trang ơi, dính cá luôn quý vị nhé. Cái gồ. Ủa mà sao mà câu trên lậu mà dính cá ta? Lạ chứ. Thế lạ quá. Đu, dính cá luôn kìa. Lạ quá. Dính cá luôn quý vị nhé. Thấy cái gồ kìa. Ủa mà sao mà câu trên lậu mà dính cá ta? Lạ chứ. Thế lạ quá. Cái gồ kìa. Ủa mà sao mà câu trên lậu mà dính cá ta? Lạ chứ. Thế lạ quá. Thấy con cá trên đường cả nhà. Anh Trúc Nguyên Ngôn bữa nay thì đi trên đường thì cũng gặp các em này. Đường lạ lắm. Mới dính con. Sao mà câu cá trên lậu nè, ở đây mặt bằng rồi đó. Ô dính nó kìa. Wow. Con cá ngoài lậu luôn kìa. Con cá trên bờ cái gì? Trang ơi, Trang. Là em trai. Em chơi trước mấy anh không nè. Rồi em câu hồi nãy giờ mấy con rồi? Hai con rồi. Ủa mà sao mà anh thấy trên này là đất liền mà sao câu dính hay rồi, vậy? Em có gãi mồi không? Em có gãi mồi không? À, không, trời, không cần mồi luôn mà. Trời ơi mấy quý hiu này. Không cần mồi, bình thường. Không cần lử luôn quý vị. Cá thiệt. Thiệt nha. Con cá thiệt không chút lại coi coi chút giống cá giả quá chút. Yeah. Ôi cái này khờ, được kho tổ được. Con cá thiệt luôn kìa, còn nhảy sống nhảy luôn kìa. Cái này là cá gô. Đây là kho tổ là dính đất. Nhưng mà ngặt cái ở đây anh thấy lậu mà em đổ nước suối mà sao em câu dính cá hay vậy? Tại vì mình nghiên cứu thị trường á anh. Trời ơi trời. Mình câu ở đây nha. Ở đây nó có cống gì không? Mình câu chính chắc không đâu. Không có gì đâu. Băng mà. Ồ lạ nha cả nhà. Tuần trước câu dính con cua nữa. Có con cua luôn. Ờ tuần trước câu dính con cua và tuần này câu hoài không dính con cua. Biết giờ nó bò đâu giờ trời đất này phải nhìn. Phải nhìn riêng dưới nó thấy được. Ờ hàng gì anh thấy em ngồi canh đó. Lạ quá ha. Dạ trời ơi em câu này là em mua vàng đeo nè. Ờ ghê em vậy. Chàng ơi chàng hay quá như vậy ơi. Người ta đi ngang đường mà người ta cũng ngạc nhiên luôn kìa. Đâu bán hoài gì? Bán hoài hả? À? Bán người ta mua không chàng? Mua trời ơi trời. Là thường thường là một ngày như vậy em ngồi câu thẳng luôn là được bao nhiêu ký? Cái thịt của cái con cá này tao mà như thịt những con cá bình thường. Ờ. Cái con cá dưới nước á là thịt nó là đang là rất là bình mất bình thường, còn này là bất bình thường nè. Ờ. Thịt này ăn vô trò mùi mỏi như miệng nó tan. Bất tiêu cái thịt luôn. Là thường thường em câu nguyên một ngày như vậy là được khoảng mấy ký? Anh xui á. À. Anh xui. Có ngày thì không có con nào. Có ngày là 4-5 ký. Cũng không có nữa ha. Có ngày không có. Chứ không phải là có tiệt chiêu ha. Hơn nè, bên đây hơn được hai con nè. Nhưng mà sao lạ cái là em đổ nước nhẹ với lậu như vậy mà có cá ở đó ta? Đó là một kỹ thuật
gia truyền của ông cứu đội lại cho em. Chàng ơi, chàng. Ông bữa trước là cái mâm kia là của ông nội em thôi. À. Này cái cờ cờ được của ông cứu đội em. Đâu có tốn tiền gì đâu. Cơm nhiều khi đâu có tốn tiền, còn này bữa thì câu cá không tốn tiền, không tốn mồi nữa. Anh trai cho anh hỏi thăm nè. Tốn tiền nghe nước suối thôi. Em ngoài ngoài cái việc đó là câu cá trên lậu nè, giữa đường đi như vậy đó,